tôi đã bị tiểu đường 15 năm. Lúc mà tôi đi bộ nó đau cái chân, tôi cứ đi đến gặp bác sĩ Đặng Bính Chúc. Ông chết xong rồi ông mới giới thiệu xuống bác dưới Orange County để gặp ông bác sĩ Gottin. Ông chữa trị cho tôi mấy lần. Bây giờ cái chân tôi nó rất là khỏe và nhân viên ở đây rất là tử tế tốt. Có xe đưa đón cho tôi đi, lúc mỗi lần tôi đi thì có xe đưa đón. Thì sau này tôi làm xong cái chân, mỗi buổi sáng tôi đi bộ không có còn đau cái chân nữa. Tôi rất cảm ơn ông bác sĩ Gottin. Thì anh em nào đồng hương thấy cái chân mà đau hai bắp chân, đi nó đau hai bắp chân hoặc là đau cái chân thì cứ nên liên lạc chỗ PDS Orange County gặp bác sĩ Gottin để ông thông cho cái chân để mình đi cho nó thoải mái, không còn đau nữa. Ở đây nhân viên rồi, y tá rồi tử tế lắm. Thông xong rồi nằm 3 tiếng mà không có đau gì, đừng có sợ. Hôm trước tôi có lại bác sĩ Đặng Minh Chúc thì cô y tá, cô như bác sĩ Đặng Minh Chúc hỏi có đau không không. Tôi nói tôi không có đau gì hết. Vô là ở đây phòng mà cái phòng nó tối tân, máy móc tối tân và chữa trị rất là tốt, không có đau đớn gì hết. Tôi có nói với văn phòng bác sĩ Đặng Minh Chúc như vậy để khuyên đồng ai bị như tôi thì ông gửi tới đây nữa để mà làm. Tôi cảm ơn bác sĩ ở đây và y tá ở đây nhiều lắm.